Chương trình văn hóa và niềm tin. Những ca khúc và lời trình bày trong chương trình này nhằm mục đích nâng cao đời sống tinh thần, phổ biến và duy trì văn hóa Việt và giới thiệu phúc âm là tin lành cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Xin mời quý vị lắng nghe để biết và vui hưởng sự sống vĩnh phúc ngay ngày hôm nay. Thưa quý vị, bài học hôm nay là bài học thứ nhất ở trong ba bài học về lẽ là duy nhất, lẽ thật duy nhất và lẽ sống duy nhất. Có lẽ chúng ta đều quen với ba lẽ đạo này, nhưng vấn đề hôm nay, vấn đề giờ này, chúng ta cần phải đặt câu hỏi: chúng ta làm gì với những lẽ đạo, lẽ thật và lẽ sống chưa bao giờ chúng ta? Để là chúng ta được hưởng ơn huệ của Chúa, để sống trong nhà của Chúa, để tận hưởng những ơn lành phước hạnh của Chúa. Nhưng thưa quý vị, nếu quý vị không chia sẻ niềm tin đó, không chia sẻ cái sức mạnh ở trong lẽ thật, lẽ đạo và lẽ sống này, thì e rằng đời sống chưa bao giờ quý vị cho đến ngày hôm nay vẫn chưa trọn vẹn. Dựa trên lời phán của Chúa Cứu Thế Giê-xu về chính Ngài, Thánh Giăng đã chép lại những lời này. Chúa phán: ta là đường đi, chân lý và sự sống. Đường đi, chân lý và sự sống, đó là ba ý niệm cơ bản về lẽ phải ở trong văn hóa Do Thái cổ truyền. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã dùng ba cái lẽ phải, đã nhân cách hóa để giới thiệu, để bày tỏ chính Ngài là đường đi, là lẽ thật và là sự sống. Sau bao nhiêu năm tháng sống gặp Chúa, chứng kiến biết bao nhiêu là phép lạ, các môn đệ của Chúa bất chợt gặp một câu hỏi và họ đã tỏ ra ngỡ ngàng và lúng túng, không sẵn sàng để trả lời câu hỏi của Chúa. Câu hỏi đó là: ta là ai? Câu hỏi này cũng cần được đặt ra và cần được trả lời từ mỗi người chúng ta buổi sáng hôm nay. Ngài là ai thưa quý vị? Ngài là ai? Chúa Cứu Thế Giê-xu là ai? Các môn đệ đã trả lời, người thì nói Chúa là Giăng Báp-tít, kẻ nói Chúa là Ê-li, người khác thì nói Chúa là Giê-rê-mi, người khác gọi là một lớn tiên tri nào đó. Nhưng bởi sự nhận biết từ trên cao, Simon Phi-rơ đã trả lời dứt khoát như thế này: Chúa là Đấng Christ, Chúa là Chúa Cứu Thế, Con Đức Chúa Trời hàng sống. Và nếu quý vị theo dõi lời của Chúa trong cả Cựu và Tân Ước sẽ gặp 450 lần bắt đầu những câu bằng chữ ta là. Và điển hình, những chữ ta là ở trong Tân Ước cho chính Chúa giới thiệu, bày tỏ chính Ngài. Ngài là sự sáng của thế gian, Ngài là bánh sự sống, Ngài là người chân thiên hiền lành, là cái cửa, là sự sống lại, là sự sống. Và trong Khải Huyền thì Chúa bày tỏ chính Ngài là Alpha và Omega, là thứ nhất và là sau chó, là đầu và là sau cùng. Những danh hiệu ấy giải thích Chúa Cứu Thế Giê-xu là đường đi, là chân lý và là sự sống. Chúa ban cho chúng ta con người có ý chí để chọn lựa, nhưng mà con người thường lạm dụng cái quyền tự do để chọn lựa đó để làm theo ý riêng, theo cái lý, cái lẽ của mình. Bởi vì không biết mình chọn lựa thế nào cho đúng, nên lắm khi chúng ta gặp những chữ lẽ này. Có lẽ thế nào thì không biết rõ, nên có lẽ thế này, có lẽ thế kia, biết hơn một tí thì mình bảo rằng ồ chẳng lẽ, phải không ạ? Là dường như cái ánh sáng sự thật nó bắt đầu soi sáng rồi. Nhưng đến khi thật sự biết được rằng mình đã sai lầm đó, thì sẽ phải thốt lên chữ lẽ nào quý vị? Phải là đáng lẽ không? Vì lẽ, lẽ ra. Và những chữ lẽ được chọn đứng trước chữ đạo, đạo thật, đạo sự sống, là những giá trị thiêng liêng quý vị, là những giá trị tuyệt đối mà chúng ta cần phải biết cho ra lẽ thì mới phải lẽ. Hay là đủ chữ lẽ chưa? Chừng ấy chữ lẽ nói đến cái việc giữ đạo, giữ lẽ của chúng ta, nó đi vào một cái khung sáng như thế này. Giữ đạo, khi gặp khó khăn bất trắc, sóng gió thì mọi người có quyết định tìm một cái giải pháp tâm linh nào đó bằng cách tìm đến một cái đấng thiêng liêng vô hình để chúng ta tựa vào đó và tìm ra cái câu trả lời cho vấn đề của chúng ta.
Vì vậy cái diễn trình đi từ chỗ tìm một lẽ đạo, tìm một lối đi, ngày qua ngày đời nhiều vấn nghi, và cái câu tiếp nữa gì, lạc loài niềm tin, là vì cái lẽ nó chưa thấy, cái đạo nó chưa rõ. Vì vậy người ta phải tầm đạo. Và đi từ cái chữ đạo đó, quý vị nhớ là bao nhiêu chữ nó đi đôi với chữ đạo, là gần ấy chữ nói đến cái diễn tiến của con người, từ chỗ đi tầm đạo, đi tìm đạo, cho đến khi đắc đạo và tụng đạo, tử đạo. Tôi liệt kê ra ba cột cho quý vị thấy như thế này. Từ cái chỗ đầu tiên ta tầm đạo, qua việc nghe đạo, rồi theo đạo, rồi vào đạo. Khi vào đạo rồi mình có đạo, bắt đầu phải bắt giữ đạo, phải không ạ? Thì trong cái tình trạng đã có đạo, giữ đạo rồi thì bắt đầu phải đi đến cái niềm tin trong đạo thế nào. Ta tin đạo, phải sống đạo, khải đạo, hành đạo, đi đến chỗ phải giảng đạo để được đắc đạo. Và cái cuối cùng là tuần đạo và tử đạo. Và nếu không có những cái đạo ở trong hai cái cột tôi vừa trình bày đó, thì có thể lắm những người đó sẽ phải bỏ đạo, sẽ phải bội đạo và trở thành những người vô đạo. Nhưng quý vị muốn nghe đạo nào trước? Tất cả những đạo tôi trình bày với quý vị kế tiếp dựa trên lời của Chúa, sẽ dùng cái chữ đạo ở trong văn hóa chúng ta có đó, xem thử lời Chúa dạy về những chữ đạo đó như thế nào. Chúng ta bước vào chữ kế tiếp. Người không biết đạo đó thì nói như thế này: đạo nào cũng tốt, đạo nào cũng dạy người ta làm lành đánh dữ. Nếu chữ đạo được hiểu theo cái nghĩa của tôn giáo thì thật là nguy hiểm thưa quý vị. Vì tôn giáo ngày nay nó gồm có cả đạo dữ và cả đạo thờ quỷ Satan nữa, cũng gọi đó là tôn giáo, cũng gọi đó là đạo. Nhưng nếu không phải là đạo dữ đó, thì cái quan niệm về việc làm là đánh dữ nó chỉ được ở trong khuôn phép của chữ nhân đạo, đức đạo, và dạy con người chỉ có biết phân biệt phải trái và lấy cái chữ thiện, lấy cái từ bi bác ái làm chuẩn. Nhưng thưa quý vị, lời Chúa dạy về đạo lành như thế này. Đạo lành là đạo gì? Timôthê thứ nhất đoạn 1 câu 10 và Timôthê thứ hai đoạn 4 câu 3 chép như thế này. Và đây là cái tình trạng quý vị sẽ thấy ở trong Kinh Thánh nói đến có một thời kia đó. Thời kia là thời chúng ta đang sống đó quý vị. Tôi sẽ đọc Kinh Thánh này chậm rãi để quý vị nhìn thử có phải phản ảnh cái điều quý vị thấy trên màn ảnh TV, có phải là điều quý vị đọc được ở trong các nhật báo, và điều quý vị vẫn thường thấy chứng kiến bằng cặp mắt trần của mình nó đang xảy ra như thế này. Vì sẽ có một thời kia người ta không chịu nghe đạo lành, nhưng ham nghe những lời êm tai theo tư dục và nhóm họp các giáo sư xung quanh mình. Những đạo đó là những đạo nghịch với đạo lành, là những kẻ tài dâm, những kẻ đám nam sắc, những kẻ ăn cướp, những kẻ nói dối, những kẻ thề dối và hết thảy những sự trái nghịch. Như vậy, nếu chúng ta có đạo lành trong đạo của Chúa thì làm thế nào để đối phó với cái tình trạng như vậy? Thưa quý vị, Chúa thêm chúng ta hai chữ đi đôi với chữ đạo lành. Đạo lành đó phải là đạo thật. Trong thời tiết đoạn 1 câu 9 và đoạn 2 câu 1 chép như thế này: con hãy dạy điều hiệp với đạo lành, hãy giữ và dạy đạo thật y như con đã nghe dạy theo đạo lành. Đối phó với kẻ chống trả trong cái thế giới tối tăm này, thưa quý vị, nào đạo giáo cũng có những lề luật, những giáo điều dạy cho người theo đạo phải giữ đạo. Nhưng việc giữ đạo đó chỉ có nghĩa là làm theo một số những luật lệ, làm theo một số những giáo điều, mà không nhất thiết những điều đó phải từ Thánh Kinh. Nếu có sự giữ đạo mà quý vị nhìn thấy nó không phải là từ lời dạy của Chúa, chúng ta cần phải dừng lại để xem lời Chúa dạy dỗ về những cái việc giữ đạo theo lề, theo lối, theo cái tổ chức, nó có hiệp với Thánh Kinh hay không. Việc giữ đạo có thể là chỉ là những việc đơn giản trong đời sống hàng ngày để nuôi dưỡng đức tin của chúng ta qua việc đọc Kinh Thánh và cầu nguyện, nhưng cũng từ những cái việc đơn giản đó có thể trở thành vấn đề thách thức đức tin của chúng ta. Bằng chứng là Daniel đã giữ một cái nếp cầu nguyện. Ông mở cửa hướng lòng về quê hương của mình để cầu nguyện. Cái việc giữ đạo căn bản riêng tư đó đã bị thách thức đức tin, và vì cái việc giữ đạo đó ông đã bị quăng vào trong hang sư tử để đối diện
với việc tự đạo, tùng đạo. Và tương tự như vậy, ba mặt đồng hương của ông đã dựa trên lời của Chúa, đó là không quỳ sụp lại với bất cứ một hình tượng nào cả, và họ đã bị quăng vào trong lò lửa đó. Daniel là trung tín giữ đạo, ba bạn Hebrew cũng đã trung tín giữ đạo, đạo như thế cần phải giữ. Ngày hôm nay thì quý vị như đã thưa báo chí, truyền thanh, truyền hình tường thuật không biết bao nhiêu là sự bắt hại, giết hại Cơ Đốc nhân khắp cả thế giới, không riêng gì tại những quốc gia Hồi giáo mà ngay tại quê hương của chúng ta và ngay tại xứ sở chúng ta đang sống. Việc giữ đạo trong việc cầu nguyện, trong việc để một cuốn kinh thánh ở trên bàn làm việc của mình, hoặc là có sự chia sẻ đức tin một cách kín đáo, đã bị bắt bớ, đã bị gặp không biết bao nhiêu là khó khăn. Vì cái tình trạng kỳ thị tôn giáo, có những người cũng đã e ngại khi phải điền vào trong đơn xin việc của mình để bày tỏ cho người khác biết rằng mình là người có đạo. Và vì mình nói người là người có đạo, đâm ra có sự thiệt thòi, đâm ra phải đối diện những sự chèn ép, và lắm khi những người đó đã hổ thẹn về tin lành. Thật sự tôi thấy chưa gặp những cái sự bắt bớ cụ thể nào, và lắm khi chúng ta cũng đã không muốn giữ đạo một cách cúi đầu tạ ơn Chúa trước bữa ăn, ngồi vào trong tiệm mà lắm khi cúi đầu xuống cầu nguyện á, có vẻ như mình làm một việc khác thường. Như thế việc giữ đạo của chúng ta từ cái việc căn bản nhất mà đã xấu hổ về đức tin của mình, thì biết đạo làm gì, giữ đạo làm gì, khi trong chúng ta vẫn còn thấy cái thế giới xung quanh chúng ta nó đã chi phối đức tin của chúng ta ở trong cái căn bản thực nhất. Mà ngược lại, có những người lại huyên hoang về cái việc giữ đạo của mình, giữ đạo một cách cực đoan. Và hiển nhiên ở trong Kinh Thánh có nhắc đến thành phần gọi là thành phần thầy thông giáo, tức là biết nhiều về đạo. Những người Pharisee cũng bày tỏ cho mọi người khác biết là tôi đã giữ đạo ở một cái cấp rất là gần với chỗ đắc đạo rồi. Và họ đã làm gì? Trong Kinh Thánh kể là một chuyện, một người Pharisee đã đứng cầu nguyện, và ông cầu nguyện không phải cho Chúa nghe, nhưng mà chỉ muốn bày tỏ cách giữ đạo của ông nó nề nếp, nó đứng đắn và nó đẹp đẽ như thế này. Trong Ma-thi-ơ đoạn 23 câu 27 câu 28 chép là câu chuyện này như thế này: có một người Pharisee đứng thẳng cầu nguyện rằng, lại Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa vì con không như bao người khác trộm cắp bất chính, ngoại tình hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần 2 lần, con dâng cho Chúa 1/10 thu thập của con. Nhưng vì giữ đạo đó là tốt, nhưng mà cái lời cầu nguyện này không phải cho Chúa nghe mà cho mọi người khác, mà đặc biệt cho cái người thu thuế kia. Chúa Giê-xu nghiêm khắc với người giữ đạo này, giữ đạo theo cái lối hình thức này, mà Chúa nói như thế này: khốn cho các ngươi thầy thông giáo và Pharisee giả hình, các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp nhưng bên trong thì đầy xương người chết, đủ mọi thứ ô uế. Các ngươi cũng vậy, bên ngoài có vẻ công chính trước mặt thiên hạ nhưng bên trong toàn là giả hình, gian ác. Như vậy cái việc giữ đạo đó trước mặt Chúa là việc giả hình và gian ác. Chúa đã đưa ra một cái lời hướng dẫn là khi các con đem dâng của lễ lên bàn thờ mà lại có những xích mích nghịch với anh em mình, thì hãy để cái của lễ trước bàn thờ và trở về giảng hòa với anh em mình trước đã, rồi hãy đến dâng của lễ. Nhưng mà Chúa thấy gì? Chúa thấy từ trong tâm lòng của chúng ta, cái việc giữ đạo của chúng ta, nếu không giữ lời dạy của Chúa đó ở trong tâm của chúng ta, thì tất cả những cái hình thức bên ngoài trong lễ nghi, trong giáo đường đều là những thứ có thể sắp vào trong loại giả hình, gian ác. Gian ác ở đây có nghĩa là làm trái ý muốn của Chúa. Chúng ta đi qua cái chuyện kế tiếp là giảng đạo. Thưa quý vị, giảng đạo bắt đầu từ đêm Noel đầu tiên. Kinh Thánh chép rằng các thiên sứ đã bay lượn ngợi khen Chúa, nhưng chỉ có một sứ giả rao giảng tin lành. Này, ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Hay là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ là Chúa. Và bản tin lành đó
sự giảng đạo đó vẫn tiếp tục cho đến ngày hôm nay. Và lời tiên tri về việc giảng tin lành đã được tiên tri Esai ghi nhận như thế này: Thần của Đức Giê-hô-va ngự trên ta, sức dầu cho ta đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường. Ngài đã sai ta đến đặng rịt những kẻ vỡ lòng, đặng rao những kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục. Cái đối tượng rao giảng tin lành là đối tượng của những người đang cần đến tin lành. Việc giảng tin lành cũng thể là một cái việc giải trí, không phải là một cái cuộc biện luận thu hút nhiều người nghe để hiểu biết thêm về cái phần trí óc của họ. Nhưng sự giảng tin lành nếu không đặt căn bản ở trên việc cứu người, giải cứu người ra khỏi sự tù ngục, không có phải là đặng rịt những vết thương của những người bị vỡ lòng, thì thật sự những lời giảng đó chỉ là những lời giảng rỗng tuếch. Nhưng mà Kinh Thánh ghi nhận về việc giảng đạo của Chúa như thế này, Matthew đoạn 9 câu 35 nhé: Đức Chúa Giê-xu đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, và Chúa giảng tin lành nước Chúa Trời và chữa lành. Và kết quả là như thế nào? Kết quả được ghi nhận là kẻ mù được thấy, kẻ què được đi, kẻ phun được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại, kẻ khó khăn được nghe giảng tin lành. Và theo bước chân của Chúa, các sứ đồ đã ra đi từ làng này đến làng kia, và việc rao giảng tin lành khắp nơi đó đã đưa lại sự chữa lành của những người thì có tật bệnh. Tê-sô-ni-ca thứ nhất đoạn 2 câu 4 chép về lời chứng của Phao-lô về việc giảng tin lành như thế này. Ông nói rằng: Vì Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi là xứng đáng để giao cho việc giảng tin lành, nên chúng tôi cứ nói, không phải để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời là đấng dò xét trong lòng chúng tôi. Và giảng đến khi nào, quý vị? Những bàn chân sẽ tiếp tục đi ra, đạo của Chúa sẽ được rao truyền, công bố cho khắp mọi người. Và tin lành đó, tin lành về nước Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bây giờ, sự cuối cùng sẽ đến. Và khi giảng tin lành, chúng ta sẽ đi đến một chữ đạo khác, là giảng đạo phải có người nghe đạo. Và thái độ của cung cách cái tấm lòng của chúng ta ngày hôm nay đã đáp ứng như thế nào khi được nghe đạo? Có lẽ nó không bằng khi xưa, nhưng mà thật sự nếu quý vị nhìn thấy những buổi giảng tin lành tại Việt Nam ngày hôm nay đã được đáp ứng một cách hết sức là đồng nhiệt kết quả. Ngày xưa thì là việc giảng đạo đã được đáp ứng như thế này. Trong Luca đoạn 5 có một chép: Đoàn dân đông chen lấn xung quanh Ngài là nghe giảng đạo của Chúa Trời. Công vụ đoạn 10 câu 44 chép: Gần hết cả thành đều nhóm lại để nghe đạo Chúa. Và khi Phi-rơ đương nói thì Đức Thánh Linh giáng trên mọi người nghe đạo. Và có nhiều người đã nghe đạo thì tin, số tín đồ lên độ 5.000 người. Cái kết quả của việc giảng đạo đã được đáp ứng bởi những người nghe đạo, và đó là kết quả ở trong ngày sau rốt này. Chúa đang dùng tôi tới của Chúa để giảng đạo, và ước mong rằng cặp mắt của chúng ta sẽ thấy 100.000 người đến với Chúa. Nhưng mà đây, đối với chúng ta những người đã sống ở trong Chúa, thì việc nghe đạo của Chúa cần phải tiếp nhận những lời dạy dỗ này. Trong bức thư gửi cho hội thánh Ê-phê-sô, Phao-lô viết và giảng giải về việc nghe đạo. Trong ngày, anh chị em sau khi đã nghe đạo chân thật là đạo tin lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong ngày mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là đấng Chúa đã hứa. Vì anh chị em đã nghe đạo Ngài và được dạy dỗ trong Ngài y theo lẽ thật trong Đức Chúa Giê-xu, vì gặp Chúa như lẽ thật là bài học của chúng ta sẽ tiếp tục học ở trong mình đến. Từ chỗ giảng đạo, nghe đạo, bây giờ có người nhận đạo. Nhận đạo như việc tiếp thu một cái cơ phận, việc hiến dân vào trong một người khác đang cần cái cơ phận đó, thì đưa một cơ phận của một người vào trong thân xác của người khác, người đó đã nhận cái cơ phận đó. Và chữ nhận đó chỉ là chữ receive ở trong tiếng Anh. Chúng ta ký nhận, chúng ta đón nhận, chúng ta tiếp nhận, chúng ta vui nhận, nó chỉ là receive, là nhận thôi. Nhưng mà một thời gian khi những cái cơ phận đó nó có chịu ở chung với những cái bộ phận khác ở trong cơ thể của chúng ta,
nó có chiều hòa hợp để có thể tiến đến một mục đích bày tỏ được sự sống gì không? Đó là the accept. Nhiều khi mình receive mình không có accept. Như vậy, cái chữ nhận đạo ở đây có nghĩa là nghe đạo, nghe lời giảng của đạo, nhưng mà có tin hay không là cái chữ accept. Khi cầu nguyện cho một người tiếp nhận Chúa, chúng ta cầu nguyện họ receive and then bày tỏ cái niềm tin và chỉ accept. Và khi đã nhận rồi đó thì bước qua chữ tin. Tin ở đây là một hành động. Mát đoạn 1 câu 15 chép được kêu gọi như thế này: kỳ đã tròn, đã tới thời điểm rồi, nếu Đức Chúa Trời đã đến gần, các người ăn năn và tin đạo tin lành. Vì đã nghe rồi, đã nhận rồi, bây giờ bước qua cái chữ tin. Nhưng làm sao để tin đây? Chúng ta cần lý luận những câu hỏi như thế này. Những câu hỏi này đã được Phaolô liệt kê một cách hết sức là rành mạch và thứ tự. Vì chúng ta có những câu trả lời cho những cái câu hỏi mà Phaolô đặt ra ở trong Roma đoạn 10 câu 8 câu 11 đó, thì chúng ta cần phải trả lời để xem thử cái việc giữ đạo của mình nó đã đến đâu. Roma đoạn 10 câu 8 câu 11 chép: đạo, đạo ở đâu? Đạo ở gần con, đạo ở trong miệng và trong lòng con. Ấy là đạo đức tin mà chúng tôi giảng dạy. Vậy nếu miệng con xưng Đức Chúa Giêsu ra và lòng con tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì con sẽ được cứu. Đạo chúng ta tin là đạo từ nơi chính Chúa và được bày tỏ qua miệng của chúng ta khi xưng danh Chúa ra, và lòng của chúng ta tin rằng bởi sự sống lại của Chúa, quyền năng trong sự sống của Chúa, trong lẽ thật của Chúa, trong đạo của Chúa, thì chúng ta sẽ được cứu. Được cứu là một diễn trình, nó gồm tất cả những điều vừa trình bày. Nhưng bây giờ làm thế nào để có thể bày tỏ hoặc là tạo cái cơ hội cho những người được tin cái đạo đó? Thứ nhất, chúng ta cần phải hành thiết. Học phải đi đôi với hành, lời nói phải đi đôi với việc làm, và đức tin phải đi đôi với hành động để chứng tỏ đức tin nó sống động, chứ không thể chỉ là những lời nói suông. Hành đạo không có nghĩa là đi xem lễ, hành đạo không có nghĩa là đi rước lễ, và hành đạo cũng không có nghĩa là giữ lễ, mà phải bày tỏ qua việc chia sẻ những gì mình tin về đạo đó cho người khác. Không phải cứ nói lạy Chúa thì được vào nước Đức Chúa Trời. Nhưng ai là người làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì mới trọn vẹn. Vì vậy nếu các con yêu mến ta thì chính là vì thái độ cử chỉ hành động các con bày tỏ ra đó mà người ta biết được các con là người có đạo, là người theo đạo, là người giữ đạo, là người hành đạo, là người sống đạo. Con sống đạo là gì? Theo đạo giữ đạo đã khó, còn sống đạo đó càng khó hơn. Tôi thích cái chữ sống đạo online đó. Sống đạo online có nghĩa là lúc nào cũng sống như vậy, không có offline, không có tắt máy rồi đi ra đời một thời gian rồi trở về lại bật máy lên để sống đạo tiếp. Sống đạo online thường trực là thực hiện những điều Chúa dạy được gói gọn trong cái cụm từ là kính Chúa yêu người. Kính Chúa yêu người, chúng ta có thể dùng đó là một câu trả lời cho tất cả những thái độ, những hành động, những suy nghĩ, những cung cách, tâm tình của chúng ta. Kính Chúa là tôi tin tưởng và phó thác mọi việc cho Chúa, để trong mọi hoàn cảnh đó chúng ta có thể yêu người bằng cách là đem tha thứ vào để lắng dịu, đem an hòa vào để tranh chấp, đem chân lý vào chung nội lòng. Và đó là giữ đạo. Giữ đạo là thế. Để làm giữ đạo là gì quý vị? Giữ có nghĩa là sở hữu, giữ có nghĩa là có ở trong tay. Nhưng mà gìn là gì? Gìn có nghĩa là phải bảo trì, phải bồi dưỡng để được phát triển. Như thế giữ đạo theo ý nghĩa tích cực là đừng có làm mất đức tin, nhưng phải bảo trọng và phát huy đức tin của mình. Mà muốn bảo trọng phát huy đức tin của mình bằng cách biết đạo cho thật rõ, để có thể nói với người khác về điều mình biết, và cái mục đích là đem họ vào đạo thì họ khỏi phải vô đạo nữa. Và chữ vô đạo đó là có nghĩa là không có đạo, chứ không nghĩa rằng là một cái hành động
tham gia một cái danh sách của hội thánh địa phương. Nhiều đạo quá. Mục đích cao trọng hơn của việc giữ đạo là để làm tròn thiên chức, thi hành đại mệnh lệnh của Chúa giao phó cho từng cơ đốc nhân, chứ không phải giao phó cho một sư giảng tin lành không thôi. Mỗi người chúng ta cần phải gặp Chúa trong lúc còn sống đây để nhận là cái nhiệm vụ là chia sẻ về cái đạo cứu rỗi của Chúa thì mới đắc đạo được. Cái chữ đắc đạo này cũng hay lắm. Tôi nghĩ rằng cái mục tiêu, cái hình ảnh mà có thể đắc đạo đó đã được Phaolô viết ở trong bức thư gửi cho hội thánh Ê-phê-sô. Có nhiều cấp bậc, có nhiều cái nấc thang để chúng ta có thể tiến đến trong cái việc đắc đạo. Phật Tê Lê Tê đã đi và đến cái bậc thang đầu tiên. Ông phải đi bằng gối của mình để bước lên trên những cái thang cấp đó để tiến đến cái việc đắc đạo. Và trong những bậc thang đó thì Phật Tê Lê Tê đã gặp một câu kinh thánh nói rằng người công bình sống bởi đức tin. Như vậy cái việc đắc đạo nó không phải là những cái thang cấp ở trong những cái tổ chức để chúng ta càng thăng tiến ở trong danh lợi quyền, mà là cái vấn đề đức tin có thể được đắc đạo ngay từ lúc chúng ta đã được sinh ra trong danh của Chúa. Nhưng hiện ai đến nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái của Chúa, sống trong gia đình của Chúa, là chúng ta đã đạt đến cái việc đắc đạo rồi. Nhưng mà cái đời sống chúng ta có thể phải hành đạo, sống đạo trong gia đình của Chúa, trong hội thánh của Chúa, thì Phaolô mới đề nghị như thế này: chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, người khác làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, và kẻ khác nữa được làm mục sư, được làm giáo sư, được làm giảng sư. Mục đích là gì? Quý vị thấy ông Phan Khôi ông dùng bốn chữ rất là lạ ở cuối câu đó: tầm, thước, vóc dạng, trọn vẹn. Cái chữ này rất là cổ, rất là xưa, mô tả một cái hình ảnh rất là đẹp đẽ của một người có một tâm hồn trong sáng, trong một thân xác tráng kiện. Và đây là cái mẫu mực, một hình ảnh tốt đẹp của một người đắc đạo. Nói rằng để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức vị và sự gây dựng thân thể đấng Christ, cho đến giờ chúng ta thấy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành như, bậc thành như tầm thước vóc dạng trọn vẹn của đấng Christ. Và nếu được như vậy rồi đó thì sẵn sàng để tụng đạo. Tụng đạo có thể là hát xong 400 bài thánh ca, có thể hát xong 600 bài thánh ca, nhưng mà cũng có thể chúng nó đủ rồi. Chừng đó đủ thì có thể tụng đạo được. Bất khá tinh tiến cho đến chết. Thì cái việc tụng đạo, tử đạo của chúng ta đó, để nhắm mục đích này: khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống. Mão triều thiên của sự sống ở đây, quý vị có thể nhớ đến các câu kinh thánh ở trong Thi Thiên 103. Quý vị nào thuộc những câu đầu Thi Thiên 103 rồi, quý vị thử nếu chưa lần cái chưa lần thì đọc với tôi nghe xem mình nhớ hết câu đó không? Chúng ta cùng đọc xem. Hỡi lên hỡi lên ông ta, hãy người khen đến sự hôm ta, chớ quên các ân huệ của Ngài. Câu kế tiếp là gì? Chớ quên các ân huệ của Ngài. Thì ân huệ đó là cái gì? Ấy là Ngài đã tha thứ các tội ác ngươi và chữa lành mọi bệnh tật ngươi. Có kiến thức đó là gì? Và lấy gì? Và lấy gì? Lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm mão triều cho ngươi. Cái mão triều về sự nhân từ và sự thương xót của Chúa đã bày tỏ qua sự tha thứ và sự chữa lành của chúng ta. Chúng ta đang có cái mão đó ở trên đầu của quý vị. Nhưng mà đến lúc đó chúng ta mới biết rằng Chúa có một cái mão triều khoác lên áo chúng ta, và cả công chính bước vào dự tiệc cưới của chiên con. Và cứ mường tượng thế này, trên đầu chúng ta có một cái mão miệng về sự nhân từ, sự thương xót của Chúa được ứng cứu của Đức Thánh Linh. Và đó mới thật là tồn đạo, mới thật là tự đạo của Chúa. Như thế Chúa Giê-xu là lẽ đạo duy nhất, là lẽ thật duy nhất, là lẽ sống duy nhất. Và hình ảnh của tất cả những cái điều về lẽ đạo, lẽ thật đó có thể là hình ảnh của một chiếc cầu bắc ngang qua một cái vực thẳm của sự chết. Khi Chúa trình bày
Để chính là Chúa nói rằng ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Cái mệnh đề kế tiếp rất là quan trọng. Chúa nói rằng chẳng bởi ta không ai được đến cùng Cha. Và sau đó Phi-e-rơ đã xác nhận lại trong công cụ sứ đồ, nói thế này: chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào cả. Trong bức thơ viết cho Timôthê, Phao-lô đã xác nhận chỉ có một đấng trung bảo với Đức Chúa Trời và loài người. Như thế chỉ có một lẽ đạo duy nhất. Cái mệnh đề tiến theo sau con đường chân lý và sự sống là chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Người ta còn bảo rằng đạo nào cũng tốt, đường nào cũng dẫn đến một địa phương nào đó, tiêu biểu là La Mã. Nhưng ta phải nói rõ thế này: đường dẫn đến nhà Cha, đường dẫn đến thiên đàng nơi chúng ta ở, không phải một cái địa chỉ, là một cái địa phương, không phải là một cái tòa nhà, một cái lâu đài, như là một cái liên hệ trong gia đình của Chúa. Đường đến với Chúa là trở nên con cái của Chúa. Tôi buồn cười đối thoại với một người nói rằng đạo nào cũng tốt. Tôi hỏi anh đứng trong một cái quầy thuốc, anh không có thể nào giả sử là thuốc nào cũng tốt cả, lấy vài viên uống thử xem cái phản ứng sẽ như thế nào. Như vậy chúng ta biết được đạo thì cái đạo cứu rỗi linh hồn của chúng ta chính là đạo được đúc kết bằng dòng huyết vô tội của Chúa Giêsu. Đó là tinh túy của Chúa. Không có ai đổ máu, rơi huyết để cứu bạn của mình, Chúa đã cứu chúng ta. Chữ đạo ngày xưa thì được các cụ dùng một chữ khác là chữ lộ, phải không ạ? Thiên lộ lịch trình là cái con đường của người Cơ Đốc nhân tiến đến thiên đàng phước hạnh. Tôi không biết quý vị đang đi lộ nào, đi xa lộ hay là đi có chuyện đi trúng cái tử lộ thì kẹt lắm á, có thể bị bại lộ. Nhưng mà cái thiên lộ đó là cái con đường chúng ta đang đi. Lẽ đạo về tin lành sẽ được rao giảng để làm chứng cho muôn dân cho đến ngày tận thế, với mục đích là gì quý vị? Tin lành được làm chứng cho muôn dân cho đến ngày tận thế, để khi tất cả đã nghe đến danh Chúa Giêsu thì mọi đầu gối trên trời, dưới đất và bên dưới đất hãy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi đều xưng Jesus Christ là Chúa và tôn vinh Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha. Đó là con đường và niềm tin là đạo chúng ta theo. Ở trong Ê-sai đoạn 30 câu 21 chép một lời như thế này: khi các con xem qua bên hữu và bên tả, tai các con sẽ nghe có tiếng đằng sau mình nói rằng: này là đường đây, hãy nói theo. Ôi tôi thích cái tình thánh này thôi. Có lắm lúc tôi đứng ở giữa những ngã ba đường, ngã tư đường, ngã bảy đường, không biết đâu mà chọn lựa hết. Và cái chọn lựa đó là cái chọn lựa thực tế trong đời sống của chúng ta. Các bạn sinh viên có thể đối diện với những môn học, với những quyết định về cái con đường hướng tương lai của mình. Những bạn trưởng thành hơn đang đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân, những người đang làm ăn thành công trong cuộc sống chúng ta cũng đang cần phải có những cái sự hướng dẫn từ vị chính Chúa. Quý vị hãy dừng lại để nghe về cái con đường Chúa chọn cho mình đó. Này là đường đây, hãy nói theo. Ông tôi thích cái câu này, quý vị gặp xuống Ê-sai đoạn 30 câu 21 cho quý vị. Và câu kinh thánh này xin đi cùng với chúng ta trên đoạn đường còn lại của cuộc đời của chúng ta. Thì lúc chúng ta xem có bên hữu và bên tả thì lắng nghe có một lời ôn tồn nhắn nhủ chúng ta rằng: con ơi, này là đường đây, hãy nói theo. Này, tôi đi trên những con đường, đường nào Chúa chọn con xin đi theo. Tôi đi trên những con đường, đường nào Chúa chọn con xin theo cùng. Amen.
thương tôi đi, hoa cười lệ nhỏ, bao phen sầu khổ, bâng khuâng nỗi nhớ. Đường tôi đi, gió táp mưa tuôn, mắt chừng răng nhọn, biết bao tôi hơn. Tôi đi trên những con đường, đường nào Chúa chọn, con xin đi theo. Tôi đi gành đá treo leo, đường nào Chúa chọn, con xin đi cùng. Đường tôi đi chân trời rộng mở, bao la đồng cỏ xanh xanh bờ suối. Đường tôi đi có Chúa bên tôi, xích xiềng tai họa cũng không nao sợ. Tôi đi trên những con đường, đường nào Chúa chọn, con xin đi theo. Tôi đi gành đá treo leo, đường nào Chúa chọn, con xin đi cùng. Đường tôi đi mưu thù cạm bẫy, xa nơi buồn lầy, không theo đường riêng. Đường tôi đi ơn phước không quên, dâng mình cho Ngài thỏa vui muôn đời. Tôi đi trên những con đường, đường nào Chúa chọn, con xin đi theo. Tôi đi gành đá treo leo, đường nào Chúa chọn, con xin đi cùng. Tôi đi trên những con đường, đường nào Chúa chọn, con xin đi theo. Tôi đi gành đá treo leo, đường nào Chúa chọn, con xin đi cùng. Đường nào Chúa chọn, con xin đi cùng. Đường nào Chúa chọn, con xin đi cùng. Đường nào Chúa chọn.